thì chúng ta cần cái gì? Đó là chuẩn bị cái nồi nguyên. Và nguyên liệu chúng ta cần có là sườn heo, bắp, cà rốt, nấm gươm, bông cải xanh, củ sen. Và ngày hôm nay thì chúng ta bắt nước lên, chúng ta bắt đầu và chúng ta bắt nước cho sôi lên. Đây, chúng ta cho sườn heo vào. Rồi, chúng ta cho bắp vào. Cho hết đường. Đúng rồi, một lượt luôn. Rồi, bây giờ là công việc còn lại là chúng ta sẽ giao cho nồi nguyên làm. Đây là đây. Và chúng ta sẽ đợi khoảng 20 phút. Tới 20 phút rồi các anh chị ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dỡ ra và cho cải xanh vào. Đây. Cho cải xanh và hành tây vào. Và chúng ta cho chút một chút phụ gia. Đường và hành thêm. Chút nước mắm. Rồi. Chúng ta đảo đều lên. Quá. Thấy thèm quá. Thơm quá chứ. Wow. Rồi. Chúng ta lại đẩy trong thời gian 1 phút. 1 phút lại mình sẽ có ai. Rồi. Một phút rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng dỡ ra nha. Wow. Màu sắc rất là tự nhiên. Tiêu vô. Thế là chúng ta đã hoàn thành được món ăn. Cảm ơn em Win.